chả 40 đồng quá. Cái giá.
Thank you.
lột á. Cái đó cứng lắm, cái vỏ nó cứng nó phải cắn. Hả? Cái đó phải cắn. Ấu ấu á. Nhưng mà mình đừng có mua cái lột cặn. Ấu ấu. Đi đi mình cũng mua. Nhìn cái xe nó chở, ở đây mua bên kia trời. Cô giáo xài đụng từ tôi quên. Mua được mọi thứ ở Ấn Độ luôn. Okay.
copy. Cho nó vô nó nấu. Để trong cái này chi miếng ngon vậy. Nãy là mình đi nguyên ngày đó.
mang đi một ngày á. Không thì ngày mai mình luộc cái thứ này mình đem theo là ăn cũng mỡ mỡ rồi. Luộc khoai tây. Ở đây mình có đủ hết rồi. Cố gắng chi luộc hết đi thôi. Sẽ theo luôn. Hai bên là 4 kg đó. Cô đàn mình mười mấy người lần ha. Vậy mình tự rửa cho nó sạch đi, xong rồi mình thả vô rửa cấp điện nó rồi. Nếu mình rửa sạch là mình thả vô rửa cấp điện. Cho nó sạch đi. Cái đem xuống nhiều khi không rửa đâu. Trứng cũng luộc luôn phải không? Tối này luộc luôn đúng không? Con nhỏ này thức nữa. Không có, để ngồi qua chị luộc trứng cho. Không, để trời ơi, thì bà làm luôn bên này luôn cho nó khỏi mất công. Chưa có đâu chưa, mọi đứa cạnh nhau mà đâu, chỉ có một cái nữa. Chị có tình nấu nước nữa. Ừ, gì đó, chị đem đưa về chị bây giờ mà cái gì, mỗi đứa chục đi. Trời ơi, ok em lãnh chục. Trời, trời. Ok, như gì? Nó là 60 trứng đó. Ở nhưng mà mình nấu thôi, mình nấu giữ bỏ qua chị. Còn một chị mình để ăn sáng, một chị mình để ăn sáng. Ăn muối bỏ chập đỏ nha. Chuối nè. À đây ta bán quá trời trứng. Ăn chuối bánh mì nè. Rồi ăn chuối bánh mì với trứng là được rồi. Vậy chắc mai khỏi đùm cơm luôn đi. Còn mua bánh mì sập. Xong cái gì mua cái ông ngay gần nhà được rồi. Không có chuyện mua đó mà. Thủy quá trời. Hôm qua kêu trà ngon quá rồi chị hai cho nó ngon. Trà ngon quá rồi mua trà đi chị Lâm. Không mua. Ủa thì mình mua rau mua bắp cải rồi mình ăn sáng cũng được. Rồi cuối cùng nó cũng dến một cái bắp cải, hai cái bắp cải nó về nó mì ăn. Ừ, hợp lý. Nó mua hai cái bắp cải đó. Cho mày ăn vừa lòng mì. Không phải chóng mặt thì có chị Lâm. Quá nó mệt quá đó, cảm giác như rất là mệt á, đi chợ kiểu đó mệt hơn thiệt á, nó quá trời áp lực từ xe cầu có dấu hiệu bệnh rồi. Trời ơi, mấy ông chó ông chạy nó nằm nằm thấy thôi. Nó đau lỗ, nó đau lỗ, nằm xuống cái lỗ bên trong á. Thì thấy kìa. Dê nó kìa, dê nó thả đầy đường nữa kìa. Rồi em chưa thấy cho chỗ khách sạn ôm kìa, heo rừng á. Đầy hết trơn. Heo rừng nữa hả? Ừ, heo rừng luôn nữa. Đi vòng vòng trước đây luôn hả? Ừ, mà không ai bắt hết trơn. Con bò này nó có chủ không, chó nó có chủ không ta? Có chứ, có chủ. Ờ, có chủ con chó chắc không đâu ha. Có. Cái sân banh người ta treo hình nghệ sĩ Bùi Dũng nè. Mấy mình làm show rồi mình về không? Không biết hát gì. Không biết hát cái gì. Hát quá một bài nhạc Ấn Độ đi. Không, biết hát đầu ca. Không ơi, biết hát đầu mà hát. Hát đâu mà ca. Sau khi nghe còi anh nổi quá bây giờ nhấc đầu luôn rồi. Chóng mặt luôn, không chịu chứ. Chóng mặt quá trời đường nữa. Đặc biệt một cái là vàng bán đầy đường nha. Không ai ấy hết, tối đến không thèm dọn. Thì đất nước là chùa
chùa chiền, thành ra là cứ đi xíu là thấy có cái chùa, đi xíu là thấy có cái chùa nha cả nhà. Chùa này như chùa Thái. Thật thì thật. Là 9.000 cái. Giòn. Không, nó cứng lắm. Về vì cô giáo la quá, mua bắp này về vì cô giáo la chắc luôn á. Nhìn thì là thấy nó không ngon rồi đó, đi ngang thấy nó thơm thơm mà sao nó kỳ cục lắm nha, nè không có mướt mát gì á. Trend 100 trendy. Bỏ để tiết kiệm 50 rupee. Nhìn thì thấy nó ngon ngon, đi vô thì thấy nó chết lắm. Từ khách sạn chung mà đi ra ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng á là rất là gần. Buổi sáng khách đi sớm lắm nhưng mà sợ đây khách diêm nên không dám đi sớm. Nghe đồn là ở ngoài này mà đi lang thang một mình là dễ bị hấp diêm, thành ra là không dám đi sớm. Chứ thấy con người ở đây cũng không đến nổi đâu, có mỗi là ăn xin hơi nhiều, với lại mình mà cho tiền nhất là người ta bu vô dữ lắm, chả
chạy không có kịp, bữa giờ là gây nghiệp mấy lần rồi, bữa giờ tạo nghiệp mấy lần rồi, bị la rồi. Nhưng mà đàn nào cũng truyền tay nhau á, là không nên cho tiền á, cái thấy không ai cho tiền luôn. Đó là một người mà ngồi ngay trong sân Bồ Đề Đạo Tràng. À, đi vô đó không được đem điện thoại, thành ra là có nhờ thầy đó chụp hình cho. Người dân ở đây rất là thích quay camera, quay clip, thấy quay clip là rất là thích. Và đặc biệt nữa là nói tiếng Việt khá giỏi nha, đối với lại các xóm ở đây. Cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Dạ. Yeah.